trường giỏi nó như thế nào. Mới thì mình sẽ để trường giỏi nó như thế nào? Nói thiệt thì từ lúc mà còn là học sinh thì em đã nghe rất là nhiều về Festival Lê Hồng Phong rồi, và chưa một lần nào từ đó tới giờ được tham gia hết. Và tự nhiên rất là vinh hạnh thì hôm nay được đứng ở sân khấu này với một vai trò rất là đặc biệt, là được đứng cùng sếp của mình.
việc sai để biết rút ra mới là việc đúng. Nếu muốn yêu mình trong ngày mai thì nay phải sống như ngày cuối cùng. Sao chia sẻ đến những bạn đó. Thật sự là mình
Bây giờ sẽ mọi người là hồi nhỏ mình đi học, bằng tuổi mọi người mình có một ước mơ là mình sẽ được đứng ở trên cái sân khấu của cái trường để mà nhận bằng khen hay là cái gì đó. Và cuối cùng mình chưa bao giờ mình làm được cái điều đó hết, nhưng mà hôm nay mình lại được đứng ở trên sân khấu của trường đêm hôm. Mặc dù là cái công việc nó cũng khác thôi, nhưng mà là nó cũng là một cái sự hãnh diện rất là lớn đối với lại thứ hai cũng như là bạn bùa ở đây. Và mình chỉ muốn nói gửi gắm tới tất cả mọi người là hy vọng mọi người sẽ cố gắng như thế nào đó tìm được cái ước mơ của mình, và miễn sao mọi người có một cái ước mơ, có một cái giấc mơ rồi thì hãy theo đuổi nó đến cùng ạ. Để đến với không gian của The Little Mermaid, nàng tiên cá. Xin mời tất cả mọi người. Ariel, listen to me. Down here is your home. The human world is a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is nobody else's leg. You dream about going up there. Thank you.
cổ vũ cho bên kia